Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa thông báo sẽ đấu giá 27 thửa đất ở tại quận Hà Đông vào ngày 19 tháng 10 tới. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 48 đến 72 mét vuông, giá khởi điểm từ 22,8 đến 32,2 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, phiên đấu giá 27 thửa đất này từng được dự kiến tổ chức vào ngày 7 tháng 9, nhưng đã bị tạm dừng theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông. Theo kế hoạch mới nhất, cuộc đấu giá vẫn được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 đến 11 vòng đấu bắt buộc.